Hello, xin chào bạn, mình là Bét Việt. Thì hôm nay mình sẽ làm clip và sẽ nói một cái thắc mắc của một số bạn. Nó về cái vấn đề đó là thức ăn mà mình hay cho nhện ăn cũng như là khẩu phần và số lượng mỗi lần mà cho ăn như thế nào. Thì hầu như là mình cho ăn xà linh thì chắc chắn phải ăn sâu rồi. Đây là sâu gạo à. Thì cái sâu gạo này á, khi chúng ta cho ăn á thì chúng ta sẽ ưu tiên, các bạn có thể mua 2.000 thôi cũng được, không cần phải mua nhiều đâu, tại vì mình nhiều quá mình phải mua nhiều thôi. Thì các bạn có thể lựa những con màu trắng như thế này nè, đây những cái con màu trắng như vậy nè đó, các bạn cho sờ linh của mình ăn thì nó sẽ mềm, nó mềm thôi và nó bổ nữa, tại vì nó mới vừa lột và nó cũng không có khỏe như những con lột lâu rồi. Còn những cái con nhện to các bạn có thể từ C5, C6 độ lên thì các bạn cũng bắt đầu có thể cho ăn được cái những con sâu súp bồ con, hoặc là sâu canxi, sâu mà nhiều bạn nào mà nuôi nuôi gì ta, sóc hoặc ta, hay là sóc Bắc Mỹ vậy á, không biết con gì ta, sóc hay, đúng rồi, hay cái con gì á, hamster, các bạn có thể cho nó ăn cái này. Đây thì các bạn đi ra các bạn mua, các bạn nó để con lựa chú ơi, thì các bạn lựa những cái con mà một cái màu á, ví dụ như những con này nó đã lột được một thời gian này thì cái màu của nó hơi cà phê sữa thôi đó, các bạn có thấy nè, như những con này nè. Còn những con mà bạn lựa những con màu mà nó sáng hơn nha, đừng có lựa những con màu đậm quá là lâu rồi, tại vì tại vì các bạn nuôi là chưa ít thôi, cho nên các bạn cũng mua với số lượng là ít thôi, vài ngàn đồng thôi, 1-2 ngàn gì đó, 2 ngàn đi, thì tùy chỗ sẽ bán. Thì mình về mình sẽ lựa ra, còn ở đây mình thì mình hốt đại luôn, mình cũng không ấy lắm. Thì cái khẩu phần mình cho ăn á thì một tuần mình sẽ cho ăn 2 lần đối với những con mà nhện size từ 5-6 độ xuống, còn những con mà size từ to to hoặc là mát á thì một tuần chăn 1 lần, mà có thể là mình chia thành 2 lần. Thì cái mục đích mà chia ra 2 lần như vậy á thì mình cho thường cho ăn 4 con trong một tuần. Thường thì mình cho, tại sao mà lại cho chia ra như vậy á, là để cái mục đích như vậy nè, là nhờ nó sẽ hoạt động nhiều hơn, nó không có bị ù lì, tại vì nhờ nó ăn xong rồi nó sẽ chui xuống hang, nhưng mà nếu mà nó ăn xong mà nó vẫn chưa đủ á thì bắt đầu nó sẽ vẫn có cái hoạt động là nó đi tìm mồi buổi tối, các bạn hiểu mà đúng không đó, cho nên nhiều khi mình không có cho ăn nhiều, mà mình cho ăn khoảng 2 con thôi. Thì cứ 2 tuần mình sẽ thay đổi 1 lần, thì cứ tuần thứ nhất, tuần thứ hai mình sẽ cho ăn sâu, xong rồi tuần thứ ba, tuần thứ tư mình sẽ cho ăn dế. Thì có một số các bạn cũng đã nhìn thấy được cái một số video trước mình cho ăn dế đó, đó đó là lý do. Thì những con to này thì mình có cái lỗ to là mình đút vô luôn, mình khỏi phải mở hộp đó. Thì mình chỉ cho ăn 2 con thôi, thì xong rồi khoảng đầu tuần mình cho ăn và khoảng gần cuối tuần mình cho ăn, sau đó mình lại cắt 1 tuần. Đây là con bồ cạp của mình, thì nói chung là bồ cạp, tiện đây mình cũng cho chỉ cho các bạn cách cho bồ cạp ăn nè, và nó không nhả mồi nè đó, các bạn để cho nó kịp rồi thì thôi nha. Rồi sau đó các bạn thả 1-2 con ở đây, các bạn cho nó kẹp 1 con là được rồi, chứ không cần cho nó kẹp nhiều, để cho nó biết cái đó ăn được. Và con bò cạp này mình nuôi cũng khá lâu rồi, thì mình vẫn bán hàng nha các bạn. Các bạn có thể inbox và liên hệ với mình bằng một số cách, như là số điện thoại của mình 0948 438 933, hoặc là chết. Những con mà massage thì mình sẽ cho ăn nhiều hơn một xíu, tại những con massage này rất là lâu, mình cho ăn rất là lâu, phải 2 tuần mới cho ăn 1 lần, 2 tuần có khi 10 ngày hoặc 2 tuần mình cho ăn 1 lần, thì các bạn có khi cả tháng luôn ấy. Thì các bạn cứ nói chung các bạn bỏ dư cũng không sao đâu, các bạn cứ nhiều khi có nhiều bạn bận á, không thể nào là mà làm theo cái phương pháp của mình á, thì các bạn cứ cho ăn dư đi chẳng sao cả. Ví dụ như cho ăn 4 con này, cho ăn 4 con xong rồi ngày mai hoặc ngày mốt các bạn lấy ra các bạn dọn vệ sinh là được.
dọn được cái phần mà những cái con sâu nó ăn thừa là được, chứ không cần nhất thiết là phải làm theo cái gọi là cái cơ bản của mình, tại vì nói chung là mình là làm theo cái của một người rảnh rỗi này, hiểu không, của những người rảnh rỗi. Còn các bạn còn đi học thì các bạn cứ làm theo nguyên tắc là cho ăn cho dư đi, xong rồi khi nào mà ấy thì các bạn lấy ra, dư thì các bạn gấp ra. Thì thường thường mình cho ăn dế thì nó sẽ nhanh hơn, ý là con nhện nó sẽ ăn nhanh hơn là cho ăn sâu. Nhưng mà ở đây á thì mình không có, mình thay đổi cái khẩu phần của nó liên tục, chứ để cho nó ăn dế không thì cũng không phải là không tốt, nhưng mà nó sẽ chán, phải không, nó sẽ nhàm chán và cái số lượng nó ăn nó sẽ ít lại, cho nên mình sẽ thay đổi. Tại vì ở ngoài theo ngoài tự nhiên thì nó ăn rất là nhiều thứ, cào cào, châu chấu tùm lum hết á. Thì những cái lúc đầu là mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem về hai con, đó là một cách, đó là một tuần các bạn chia ra. Còn cái này là mình làm theo kiểu là bận rộn nè, là cứ cho ăn thoải mái, ăn xả láng. Và các bạn cũng nên lưu ý thế này, những con đây là một con đực, nhưng nó mót cuối rồi, nó rất là dữ, cho nên chúng ta cũng cẩn thận. Nó nói chung là nó mót cuối rồi, rất là hung dữ. Và những con bạn đã nhớ rằng những con size càng to thì cái tính của nó sẽ càng thay đổi, cho nên chúng ta cũng cẩn thận nha, không mất công bị cắn nữa. Thì mình sẽ cho một clip rồi mình sẽ cho làm về nhện lớn ăn trước, xong rồi clip thứ hai rồi mình sẽ làm cho sờ linh ăn. Thì sờ linh ăn mà làm khá là nhiều clip, nhưng mà các bạn luôn kêu mình là anh ơi luôn làm đi anh, thích mấy cái clip mà cho nhện sờ linh ăn. Thì cái mà cách để cho nhện sờ linh ăn thì nó cũng có 2-3 cách chứ không phải là một cách, nhưng mà mình ở bên mình là bao sức khỏe cho nên đâm ra mấy cái này thì thời tiết nó hơi bị nghịch một xíu, cho nên một số bạn nhận hàng nó cũng bị chết, thì nói chung là các bạn cũng thông cảm. Thì hôm vẫn còn, mong các bạn sẽ ủng hộ, và nếu như mà thời gian tới mà bán không hết thì chắc của mình cũng sẽ thả một ít, hoặc là có thể là cho sinh sản, hoặc ấy hơn là mình sẽ để nuôi. Một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà bơm nước. Giống như là ẩm, không cần phải mở nắp, tại vì nhiều bạn kêu là cứ mỗi lần mà mở nắp ra là nó bay vô, nó phi vô. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Nói chung mình có rất là nhiều cái thứ để chỉ các bạn, thì mình sẽ làm từ từ thôi, tại vì không thể làm một lần một lượt được. Từ từ thì các bạn sẽ dễ quan sát hơn, dễ hiểu hơn. Và các bạn có thấy ở đây mà mình có một con hùm mốt mới, hồi nãy giờ có vài con rồi, mình sẽ cho các bạn xem. Thì nó là hùm vàng, các bạn có thấy nó lột xác rồi không? Và các bạn nên lưu ý một điều, khi lột xác xong nó rất là dữ, và con này thì lột cũng được cả tuần rồi và mình vẫn sẽ cho nó ăn. Và các bạn nên nhớ là chúng ta cho ăn xong đậy nắp lại, còn phần về phần cái xác á thì từ từ chúng ta sẽ lấy nó ra sau nha, không cần phải gấp gáp đâu, cứ để cho nó ăn nó hồi phục cái đã.
mong các bạn là sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Thì chung là mình còn khá là ít, nhưng không còn nhiều lắm, nên các bạn cũng tranh thủ. Nói chung là mình bán một hai đợt cái là mình chỉ bán trong những cái thời gian rảnh, ví dụ như hè nè, hoặc là những cái diện những ngày mà được nghỉ lâu dài á thì mình chỉ bán thôi, chứ còn kêu mà bây giờ bán cả năm thì không được, tại vì mình còn bận một số việc khác. Các bạn cứ yên tâm, khi chúng ta bỏ vào cho ăn á, chúng ta cứ yên tâm, nó sẽ ăn thôi, từ từ. Nó sẽ từ từ, nó sẽ ăn thôi. Chứ các bạn đừng nghĩ là bỏ vô là nó ăn liền. Cái này nó đào hang nhiều quá, mình không thấy nó đâu hết. Mình bỏ vô đây. Ok, thì xong. Thì mình đã cho xong, cho những con lớn ăn xong. Thì bắt đầu mình sẽ chuyển qua những con nhỏ. Thì clip tiếp theo mình sẽ làm bên những con nhỏ cho các bạn xem. Đó là dòng những con Saline Coliha. Thì giá hiện tại bây giờ mình đang bán là 100.000. Thì các bạn có thể inbox hoặc liên hệ mình bằng số điện thoại ở bên dưới để mua hàng. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Và nếu các bạn cảm thấy clip hay cũng như là giúp ích cho các bạn được điều gì đó, thì các bạn hãy nhấn like, một like cho video, và cũng như là hãy comment về những cái con thú, những con bét, những con thú cưng các bạn muốn muốn được mình làm, và cũng như là những cái ý kiến để các bạn đóng góp để mình hoàn thiện được một cái video giúp cho khách hàng mình được tốt hơn. Thì clip này mình chỉ làm theo kiểu là sơ sài, không có đầu tư, cho nên đâm ra nó cũng không được hay cho lắm. Mong các bạn cũng thông cảm. Chúc các bạn có một mùa trung thu sắp tới thật là vui vẻ bên gia đình cũng như là bên những người bạn thương. Xin chào các bạn.